thì nó sẽ rút mình một cái máy này và phải nằm rất nguyên, nằm rất yên, nằm rất yên trong đấy chừng nửa tiếng thì sau đó ra thì sẽ cho xem mình một cái ảnh, tất nhiên không phải ảnh của toàn thân mà cái bộ phận mình muốn chụp ảnh của, chẳng hạn mình đau chân thì nó sẽ chụp được đoạn chân, đau đầu thì chụp đoạn đầu. Thì cái nguyên lý của nó là khi mà mình nằm trong cái máy này thì là nó có nó cái máy này nó sẽ phát ra một cái sóng từ. Thì sóng từ, nghe tôi giải thích một cách đơn giản, trong thực tế thì nó phức tạp hơn, sóng từ sẽ đập vào cái thân thể của mình, đập vào cái bộ phận mà mình muốn chụp, thì cái bộ phận đấy chính là cái cách tầm mạch này. Nếu mà khi nó đập vào đây thì nó sẽ cái sóng, nếu mà tùy thuộc vào cái bước sóng thì nó sẽ phản xạ lại theo một cái signal có một cái năng lượng nhất định. Thì thật ra tất cả các phép đo ở trong thực tế là đều mà mình phát sóng cái vật thể rồi mình đo cái mà tín hiệu mình nhận lại được với từ đó mình sinh ra cái vật thể mà mình muốn đo là như thế nào. Tức là cứ mỗi lần mà một cái sóng phát ra thì mình nhận được một cái signal có cái độ mạnh yếu của nó khác nhau, thì đây chính là cái bước này. Đây là cái sóng, nghĩa là thân thể của mình. Thì sau khi đó mình nhận được một đống signal rồi thì từ đó nó sẽ có một cái máy, nó sẽ có một cái software ép tất cả cái signal này. Thì là cái số sinh nở, cái số sinh nở mà ta muốn có thể tạo thành một cái ảnh đẹp thì nó sẽ dễ để chọn với cái thời gian mà bạn phải nằm trong ống. Và nằm trong cái ống này cực kỳ khó chịu, thì không được cự quậy, nó cự quậy ở cái sinh nở nó thay đổi thì ảnh sẽ có sai số. Thì là bây giờ cái câu hỏi rất là quan trọng của họ là mình sẽ cần phải nằm trong ống bao nhiêu lâu một cái ảnh đẹp, một cái ảnh chính xác. Thì cái này có nó rất là lợi cho cả người tiêu dùng, người bệnh như mình ví dụ thay bằng nằm một tiếng nằm, thậm chí tôi đã có thể nằm một tiếng rưỡi trong này thì là mà không được cựa quậy, thay bằng nằm một tiếng ở trong này phải nằm 3 phút thì thời gian sống của mình tăng được 55 phút tốt. Ngoài ra là thay bằng phục vụ thì chỉ có một người trong vòng một tiếng, cái máy này có thể 5-6 người được năng suất và về mặt tiền bạc. Thì đấy là một cái ví dụ cơ bản, nó rất thực tế. Và tất nhiên nếu mà về toán học thì cái ví dụ này không thể làm được, ý nghĩa là cái số mình lần thử của cái lần mà cái số sinh, nếu mà theo cái đúng cái những cái mà cơ sở toán học mà đại học ở trong đại số tiến tính thì là cái số muốn mô tả một cái chính xác thì là cái số lần thử này phải có độ dài bằng cái vector mình muốn đo, tức là cái vector mà nó đại diện cho cái phần cơ thể của mình đo. Thì thường cái vector thì độ dài nó rất lớn, vài trăm nghìn feet, trong khi đó mình không hiểu không thể muốn nằm dài như thế được. Thì cái vấn đề mà người ta quan sát được ở cái vector này, mặc dù một vector rất to nhưng mà nó có một cái tính chất mà có thể lợi dụng được, tức là cái mặt tính chất trong như là trường hợp này. Vector này là vector thưa có nghĩa là phần lớn các tọa độ của nó là bằng không, một số tọa độ thì có rất ít tọa độ khác không. Chẳng hạn như là những cái vector mà ta thấy qua cái phép nén này, phần lớn các tọa độ bằng không hết, nếu mà nó được nén thì trước rồi. Phim chẳng hạn như là sẽ tiếp vào cái cây. Cái cây này thì bây giờ nó rất bé. Mặc dù cái vector này cô tổng dài là P, cây này sẽ chẳng hạn như là trong này ta có thể tưởng tượng như bây giờ bạn phải chụp cái ống chân. Mà bình thường nếu mà mình không bị thương thì tất cả các tế bào của cái phần đấy nó sẽ giống nhau. Nếu mình bị tổn thương thì sẽ có vài cái tế bào nó sưng lên, những cái tế bào đấy là những cái mình cần phải đo, những cái đấy là những cái tọa độ khác không. Cái bài toán đặt ra
bây giờ mình giải được cái phương trình này, và nếu mà thêm được thêm trên một cái giả thiết mới là số cộng phát không là ít, bây giờ mình có thêm một cái giả thiết là cái x này vector mặc dù dài nhưng mà cái số tọa độ thực sự hữu ích là mình có thể tính p là có thể có hàng trăm nghìn, một nghìn thôi. Bây giờ sẽ dùng một cái lemma nho nhỏ để minh họa là trong cái trường hợp này là bài toán giải được. Ma trận A mà ta thiết kế sao cho mà nó có một cái tính chất đủ đẹp nào đó thì là cái bài toán này sẽ giải được. Và cái phần 2 thì tôi sẽ nói thêm là nó không những nó giải được mà nó còn giải được nhanh. Tức là sau khi mà bạn làm xong rồi bạn ra được cái kết quả nhanh thì được tạo hẳn. Cái software thì nó sẽ thúc một cái tin đổi một cái rất là nhanh. Thì cái giải được này thì là một cái tính chất rất dễ thôi, tức là cái lemma này rất dễ, tức là mình có tính chất như này, assume giả sử rằng cái ma trận A có tính chất như sau. Cây ở đây là chẳng hạn, nó biết là chỉ có 100 cái tọa độ. Thì bây giờ thì mình nhìn vào A, A là cái ma trận lớn, A chẳng hạn nó có thể có 1 triệu cột. Nhưng bây giờ mình giả sử là mình chọn 200 cột bất kỳ. Giả sử cây là 100, và mình chọn 200 cột bất kỳ. Thì 200 cột đấy bao giờ nó cũng có thể tính định. Khi đó cái bài toán này sẽ có một cái lời giải, tức là nó chỉ có tối đa một lời giải. Thank you.
Thế mà nếu thế này là tối đa 2k trao đổi pháp không, nó sẽ tương ứng với mức độ tối đa là 2k cột của ma trận này. Tức là sẽ tìm được 2k cột mà nó không thể tìm được. Khi mà mình nhân một cái factor và mình nhân một cái factor với cả một cái ma trận như thế này, giả sử cái factor này có toàn bộ ở đây là factor, ở đây factor, ở đây factor, nhấn nặng ba toàn bộ thì là một, thì cái tổng này chính chỉ là tổng của cái cột này tương ứng với cái factor, tương ứng với cái hệ tọa độ này, tương ứng với cái tọa độ này, cái cột này tương ứng với cái tọa độ này, thì đó chính là chỉ là tổng. Và nếu mà cái tổng ba cột này không chứng tỏ ba cái cột này tiếp tục tiến triển là mâu thuẫn với cái giả thuyết. Thì trong cái phần tiếp tôi xin chúng ta xin nghỉ một chút ở đây, trong cái phần tiếp theo chúng ta sẽ xem là một khi đã chỉ có một lời giải thì chúng ta sẽ tìm được lời giải một cách nhanh chóng.